Mãi vô. Mẹ ghẻ ta bán túi quân thần kỳ với cực kỳ nhiều vị đây. Mãi vô. Đây là những túi quân thần kỳ gồm nước trái cây ổi, sữa chua cam, sữa chua dâu, sữa trái cây hương nho và sô-cô-la lúa mạch. Mãi vô. Ôi dồi, thời tiết nóng quá. Cảm ơn. Kem quân sạc khoái mát tê tái. Cảm ơn. Con ăn kem gì mà trông ngon thế? Mẹ ơi, đây là kem quân được làm từ khuôn kem băng giá của quân đấy. Cái gì? Con tự làm á Cám? Làm như nào đấy? Đơn giản lắm mẹ ạ. Các bạn ơi, bây giờ cùng Cám làm kem quân nhé. Đầu tiên, các bạn chỉ cần thái những nguyên liệu mình thích ăn thành hộp lựu. Sau đó, các bạn trải topping xuống dưới đáy khuôn kem theo sở thích. Khuôn kem băng giá được làm từ nguyên liệu silicon, 100% an toàn. Không mùi, dẻo dai, không rách và rất dễ lấy kem ra. Khuôn kem băng giá có nhiều màu sắc bắt mắt và có hình 3D của các nhân vật gia đình quân siêu phàm. Bây giờ, các bạn sẽ ấn que vào trước để định hình que kem. Sau đó sẽ đổ sữa chua uống quân mà mình thích vào. Giờ thì các bạn chỉ cần đậy nắp vào và để trong tủ đá ít nhất 5 tiếng nha. Vậy là Cám đã hoàn thành xong rồi. Đơn giản vậy thôi á? Đúng rồi. Cho mẹ một miếng ăn giải khát với. Này, mẹ nhớ ăn một miếng thôi đấy. Miếng nhỏ thôi á, đừng có mà ăn hết. Mày cứ yên tâm, mẹ chỉ ăn một miếng thôi. Đâu đấy? Con đi đâu thì kệ con. Từ giờ con sẽ không san sẻ đồ ăn cho mẹ nữa. Ăn có miếng thôi cũng dỗi. Tí nhớ về ăn cơm trưa đi nha. Con không ăn đâu. Mẹ ăn một mình đi. Con chỉ muốn ăn kem cun của con thôi. Mẹ ghẻ lúc nào cũng ăn hết đồ ăn của mình. May mà có túi cun thần kỳ bù đắp tinh thần cho mình đấy. Nãy mình có nói những câu hơi quá đáng với mẹ. Liệu mẹ có buồn mình không nhở? Không buồn đâu, đừng lo. Búp bê. Này, làm gì đấy? Bắt nó về căn cứ cho ta. Đầy Tấm, dạ? Con để cái gì trong đây mà ta xách nặng quá vậy? Dưỡng ơi, đây là thùng kem cun mà con đã làm từ khuôn kem băng giá để mang tặng cho các bạn nhỏ đấy. Quá ra là vậy à? Dạ. Con khéo quá đấy Tấm. Kem giải khát mùa hè đó Dưỡng. Thả ta ra. Đi. Khi chẳng phải là Cám sao? Đây, con về báo tin cho mẹ ghẻ. Con ta sẽ đi cứu nó. Dạ vâng ạ. Con gái con nước chả ở nhà phụ mẹ tí nào cả. Hỡi tí liền chưa? Mẹ, mẹ ơi. Cái con Tấm này, mày làm gì mà hớt hải thế? Có gì nói luôn đi. Em, mẹ ơi. Uống đi, uống xong đỡ mẹ thì nói. Ôi, tỉnh rồi. Mẹ ơi, em Cám bị búp bê bắt đi rồi. Ui giời. Tưởng gì, chuyện đây thì có. Cái gì, bắt cóc á? Sao lại không nói sớm? Chả được cái gì hết á. Đợi đợi con bé. Thả ta ra. Đây, hai người ở dưới này canh. Còn Cám, cứ để cho ta. Dạ rõ, đi. Lên đi. Này, canh đi. Này, mày định làm gì tao? Tao có võ công đấy. Chỉ cần ngươi làm một việc cho ta, ta sẽ thả ngươi ra khỏi đây. Thôi, việc của người ảo lắm, ta không làm đâu. Chắc là hại nước hại dân chứ gì. Càng làm cái gì. Ngươi phải làm. Không, không. Hả? Chả phải là tiếng hét của con Cám sao? Đợi mẹ ghẻ với Tấm tới thì quá muộn rồi. Mình phải hành động trước thôi. Ê, trời nóng như này chủ nhân lại bắt mình đứng đây. Giờ mà có cây kem ăn á thì đã đời. Nhân tới ta đã thèm rồi nè. Mình không tự tìm cách mà cách lại vồ lấy mình. Ui xời. Khát quá, bao giờ mới đến giờ đi nghỉ đây. Ô, nhìn kìa. Mày đánh tao cái đi. Ây da. Không phải tôi đâu, là Tấm đó. Lại là. Ô, đứng lại. Ô, chạy nhanh thế. Nào, tới đây. Mày không khổng lồ. Mày thoát, đuổi theo mày.
mày chết với bọn tao. Tới đi, tới đi. Các người có nghe câu miếng ăn là miếng nhục chưa? Đúng không? Tạm biệt nha. Làm gì đây? Có nghe ta đó. Đâu đảo con kiếp kia. Đúng là hai con lợn. Ở đây chờ với chó đi nha. Tí nó cắn cái lũng đi đi. Bye bye. Cái lão già kia, con mỗi đứa con gái cũng không trông được. Con gái tôi đâu? Ui, mẹ ơi, bây giờ còn cãi nhau nữa à? Chúng ta muốn bắt được cọp thì phải vào hang cọp. Ồ, con Tắm nói đúng đấy. Bây giờ đi mau. Giải cứu em gái. Chúng ta có sợ không? Không sợ, không sợ, không sợ, không sợ, không sợ. Vào. Vào. Ôi, nhưng mà ta sợ lắm. Hey, thằng kia, mau thả con gái của ta ra. Bước qua xác của ta, nói. Chứ, ta đánh chuột, không chuột cũng khỏe. Khoan, là thằng đàn ông, cứ để ta. Dạ. Cẩn thận nhé. Mẹ kẻ bồi bổ ta hơi bị khỏe đấy, chấp luôn một tay. Ăn đấm ăn vả nhiều mà bồi bổ cái gì hả? Người đúng là chung chí hướng với ta, chỉ có người mới hiểu ta thôi. Mẹ ghẻ cho ta ăn đấm từ sáng tới chiều, từ mùa hè sang mùa đông, từ trong ngõ ra ngoài đường. Đúng là đàn bà là những niềm đau, chỉ có đàn ông mới đem lại hạnh phúc cho nhau thôi. Ta hiểu cảm giác của người rồi. Thương thương thương. Tại sao? Lời nói của đàn ông. Cái lão già khốn kiếp này, ông định bôi trơn trắng dấu vào mặt tôi trước xã hội đấy à? Ôi, thôi mà, chị cứu con mà. Chị cứu em cam. Lên đi, đi. Con ơi, tại ông đấy. Lên đi. Mẹ, con gái ta đâu? Con gái ta đâu? Hello mọi người. Gia đình Tấm Cám. Nước mát lắm này. Này, Cám kìa, chuyện này là sao hả? Tao tưởng mày bị con búp bê bắt nó. Mày có biết tao bị mẹ mày gì? Đi tìm mày toát mồ hôi nách không? Hay, giờ thời tiết nắng nóng quá, với cả ta cũng cô đơn, nên là gọi Cám tới đây để chơi cùng đấy. Đúng rồi, mà con không về đâu. Ở đây em búp bê đối xử với con tốt lắm, không có như mẹ toàn tranh giành đồ ăn của con thôi. Dù gì các ngươi cũng đâu cần cô ta. Còn với chả cái, đi chơi không biết đường về nhà. Đứng dậy, đi về. Thôi thôi thôi, mọi người cứ bình tĩnh. Mà trời nắng nóng như này, hay là chúng ta cùng lấy kem ăn đi. Đây. Kem á? Hả? Có kem á? Wow, cho ta xin một que. Kem đâu, kem đây. Đâu? Ai cũng có phần. Đây là kem Cool, được làm từ kem băng giá. Cho ta nữa. Đây. Ui dồi. Wow, này, sao các người có những chiếc kem độc lạ như vậy? Mà lại còn có hình 3D của gia đình Cool siêu phàm nữa. Đơn giản thôi, chỉ cần ngươi mua một khung túi Cool thần kỳ thì sẽ được tặng một khung kem băng giá. Khung kem băng giá có thể làm sữa chua, làm thạch, làm kẹo dẻo. Khung kem hình 3D tương ứng với 4 nhân vật gia đình Cool siêu phàm. Thời gian khuyến mãi từ ngày 22 tháng 6 năm 2024 đến ngày 31 tháng 8 năm 2024 các bạn nha. Mùa hè này, kem Cool là một món ăn giải nhiệt, giải khát mùa hè, hợp lý lắm đấy nha. Mát thật đấy. Các bạn ơi, khung túi Cool thần kỳ làm kem ngon mê ly. Khung kem băng giá đã có mặt ở chỗ mình rồi đó. Dù các bạn có chưa, mau mau nhanh tay sưu tầm chú trọn bộ hình gia đình Cool siêu phàm nha. Bye bye.